Hello, hello, chào cả nhà. Cả nhà nghe tiếng chim hót không? À, trời rất là lạnh luôn cả nhà ơi, hôm nay trời lạnh dữ lắm. Mình thấy núi hôm nay rất là đẹp luôn. Nên là mình đi ra mót một mớ rau mình ăn lẩu cả nhà ơi. Vô nhà mình cắt một ít sả cả nhà ơi. Một ít lá chanh nữa nè. Đó. Hôm nay mình sẽ làm lẩu Thái nha. Lẩu Thái cá kèo nha cả nhà. Mấy lá đây, hai ba lá gì đó. Rồi, nhiều đó đủ quá, rớt mất một lá lên đây. Ở lên nhà bác Gary á, thấy bác tự nhiên cái gừng á nó lên nhánh á, cái mình xin về cái mình được hai cây gừng này cả nhà ơi. Đó, gừng á, nay nó lên được mấy lá luôn á. Bụi xả mình mang vô nhà nó tốt với sẽ tốt luôn. Mình sẽ lấy một cây xả, đó, một cây chắc đủ rồi ha. Đây, hai cây đi. Rồi, cắt hai cây sả nhà ơi. Đó. Bữa hôm đi chợ Costco mua một mớ khóm á, về mình cắt nhỏ này. Còn cà chua ngoài vườn mình á, mình cắt từng múi sẵn rồi mình hút hơi lại như vậy nè cả nhà. Đó, bây giờ là lấy ra và làm lẩu thôi. Đó, chứ mùa đông mà cả nhà, không còn cà chua nữa đi, để mà hái nữa rồi, tội nghiệp không. Cây cà chua nhìn thảm lắm, bữa hôm mình mới về nhổ hết cây rồi đó. Lẩu cá kèo thì không thể thiếu cá kèo được ha cả nhà ha. Đây, được cả hai bịch cá kèo bữa hôm mình đi chợ châu Á mình mua nè cả nhà. Bây giờ mình nãy giờ mình để cho nó rã đông rồi, bây giờ mình đi bỏ muối rồi giấm á, mình sát cho con cá kèo á mình làm sạch á rồi mình đi làm lẩu ha. Rồi, cá xong rồi cả nhà ơi, mình bỏ muối này, giấm này. Cái mình chà xát á cho nó sạch rồi, mình bỏ ra dĩa lát nào mình ăn thôi. Cái dĩa rau hồi nãy á, mình ra ngoài vườn mình mót được một mớ cũng được cả mẹt nè cả nhà ơi. Đó rồi một này cũng ngoài vườn của mình nè. Đó rồi bây giờ mình đi nấu thôi cả nhà ơi. Hôm nay làm lẩu Thái ăn nha. Thôi đi làm nước lẩu thôi cả nhà ơi, chi hành chi tỏi lên. Bỏ xíu ớt bột vô cho nó có màu đẹp. Này là sa tế vườn nhà cả nhà ơi, ớt vườn nhà mà làm được nguyên một thẩu sa tế luôn, cay siêu cay luôn đó. Rồi xả vô. Rồi. Mình bỏ khóm, bỏ xả, một ít măng chua vô. Chế một lít rưỡi nước vô. Cái này là nước sôi cả nhà ơi. Chế một gói lẩu Thái này vô cả nhà. Rồi, mình nêm một muỗng đường vô đây. Một muỗng cà phê bột nêm, nước hai muỗng canh nước mắm mình đổ vô. Hồi nãy lục tủ lạnh á, thấy một bịch ốc cả nhà ơi. Mình bỏ mấy con ốc vô. Mình ăn lẩu luôn. Bỏ một ít hành với lại cái cần. Bây giờ gia vị ở ngoài vườn của mình á không còn nữa nhà ơi. Còn được mấy lá cần với hành á mình bỏ vô luôn. Rồi, một ít hành phi nữa. Rồi, ta-ra, nồi nước lẩu xong nè cả nhà ơi. Cá kèo bên đây đó với lại một ít rau mé bên kia. Ăn lẩu thôi. Mời cả nhà ăn lẩu cá kèo cùng Nhung Hà nha. Trời ơi, đây đây, nước đang sôi. Bỏ cá kèo vô thôi cả nhà ơi. Đó, bỏ hết cá kèo vô luôn. Cho nó ngọt nước. Vô 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 vô. Rồi cả nhà ơi, bây giờ mình bỏ rau vô thôi đó. Rau vô, rau vô. Nhà có rau gì bỏ rau vô. Nhà mình chỉ có được như đây thì mình bỏ như đây thôi. Còn thêm một mớ rau vườn nhà. Rất là quý luôn cả nhà ơi. Rau này hả, nguyên cái mùa đông này được có mấy cọng vậy thôi cả nhà. Có gì ăn đó đỡ nha cả nhà. Ra mình bỏ vô đây mình nướng, cái lát nữa mình đỡ ra mình ăn. Đó. Rồi. Múc vô, múc vô.
dược bún ha. Bữa hôm có bạn nói chị Nhung mà làm lẩu không bao giờ thấy chị Nhung để cho nó sôi. Hôm nay mình để cho nó sôi quá chừng sôi luôn rồi nè. Tại mình cắt đi á cả nhà ơi, mình cắt video cái khúc sôi đi chứ không phải là chứ không phải là nó chưa sôi đâu. Ăn mà không sôi đau bụng á cả nhà. Rồi, bỏ cá đây nè cả nhà ơi. Cá này chắc mình ăn luôn xương luôn đầu quá cả nhà ha. Mình thấy có thịt gì mấy đâu. Chắc ăn luôn thử con vậy đi. Cũng có nhiều canxi đúng không cả nhà? Mời cả nhà nha. Cũng hơi đắng đắng rồi nhỉ. Xương nó cũng mềm. Nhưng mà mình cũng nhả xương ra đi. Ăn bún thôi cả nhà ơi. Mời cả nhà nha. Ôi nước lẩu ngon quá cả nhà ơi. Cái cá ra nó rất là ngon luôn. Đầu con cá nó béo béo rồi nha, nó từ hồi qua Mỹ giờ á, lần đầu tiên ăn cá kèo ở bên Mỹ rồi nha. Cá nó xương nhỏ nhỏ nhưng mà mình thấy là cũng đừng nên ăn xương quá, nhai nhai xong rồi nhả xương ra. Nó hơi đắng đắng béo béo cái đầu nó. Wow, thịt nó ngon ha. Tuy là qua đông lạnh rồi món rất là ngon không. Cái cá thịt đó nó không có bở một miếng nào hết trơn cả nhà, nó rất là ngon. Cái nước lẩu á nó chua chua ngọt ngọt thơm mùi xả. Ôi, trời ơi, đang ở ngoài nó đông đá lạnh mà trong nhà có nồi lẩu như vậy là cái nói má cháy luôn mà két luôn nhà ơi. Để thử con ốc nè. Đó đó đó, trời ơi, cái gì nguyên con ốc được có một xíu vậy thôi hết rồi. Bỏ ra ngoài. Ốc nó dai ngon quá ha. Hôm nay cả nhà ăn món gì cả nhà? Hôm nay mình ăn tối món lẩu hai mẹ con mình, còn ông xã mình lát nữa mình sẽ làm súp, súp đậu cho ông xã mình ăn, rồi ngày mai là ăn nghỉ hưu à. Từ rày trở về sau á là mình không có cần phải nấu đồ ăn cho ông xã mình mới làm nữa. Chỉ nấu đồ ăn cho ông xã mình ăn rồi ảnh đi ngủ thôi, chứ không có cần nấu đồ ăn ảnh đi làm nữa, tại vì ảnh nghỉ hưu rồi cả nhà ơi. Hôm nay là ngày cuối cùng mà anh nói không cần nấu cho anh ngày hôm nay, tại vì anh vô chừng họ vẫn tính tiền cho một ngày, nhưng mà anh vô á là khoảng tiếng 2 tiếng anh chào đồng nghiệp á, xong rồi đi về thôi chứ không có ở lại đó làm, tại vì anh nói là giống như là mỗi người có công ty học quy định á, khi mà cái ngày cuối cùng mà vô mà nghỉ hưu á là họ cho chỉ vài tiếng xong rồi đi về, họ vẫn tính nguyên một ngày mình đi làm, anh nói vậy.
sau ba mươi mấy năm ảnh đi làm ở hãng Boeing đó, hôm nay là ngày cuối anh đi làm rồi cả nhà. Nhúng cá này tại nãy mình bỏ vô nó chín rồi cả nhà ơi, nhúng thịt nó chín rồi. Dầu béo ghê luôn, mà hơi tí xíu đắng nữa. Nghe nói là cái con cá này bổ cái bụng dữ lắm, mình không biết làm sao nữa, nghe họ nói vậy thôi. Mình nhớ mình lần này chắc lần thứ hai mà ăn cá này quá. Nhớ hồi xưa mình ở Vĩnh Long mình có ăn lần. Cô mình nấu tới giờ nó sáng cho mấy đằng sau đó hả nhà. con trai đâu rồi? Con trai nó kìa. Anh chàng đang cho điện tử bệnh và phải gỡ ra thôi nhà ơi, ăn ốc thôi, thèm ốc đó. Mình gỡ sao mà được có một xíu vậy là thôi, nhà nó không lên nữa. Ngon, nó dai dai sực sực ngon. Lâu rồi không ăn ốc, bữa hôm ăn ốc nấu bún riêu tới bây giờ. Bún riêu ốc tới giờ lâu không? Rau củ nhúng vô để lâu nó không ngọt. Bánh lá này, cái cây của này cái cây mà mình ươm từ hạt luôn cả nhà ơi, cây chanh á, mình mua chanh vàng á, mình về lấy hạt mình gieo á. Năm nay là năm thứ hai rồi cả nhà, thứ hai thứ ba gì đó mà vẫn chưa có trái gì đó, chỉ có lá ăn thôi. Nó vừa béo béo mà vừa đắng đắng. Nghe nói là ăn chữa bệnh gì ở nhà ơi, không biết bệnh gì nữa. Mình nhớ mẹ mãi là bữa mình mua 5-6 đô gì đó, một là 7-8 đô, 5-6 đô gì mua nó tiêu à. Để video đi chợ châu Á nha. Có nè. Để chắc cho ra tiệm á, ăn một cái nồi lẩu cá kèo á, cũng nhiều tiền lắm á nè nha. Nhưng mà họ có lá giang rồi ha. Mình có rồi nha. Ăn cái cá kèo ăn như vậy có đúng không nè? Lâu rồi không ăn quên nha. Nhớ mẹ mãi là ăn luôn nguyên con, mình nhớ mẹ mãi vậy. Mình thích nhai cái đầu nó kìa, nó rất là béo. Lẫn xíu vị đắng vào cái bụng của nó. Thật nha ha. Béo béo dai dai. Wow. Cả kẹo ngon ghê.
mang đây con trai, bác nó ăn bún với lại mình dẻ cá ra cho chàng ăn. Sợ không biết có xương không đó, chắc cũng phải lát nó làm cẩn thận thôi. Anh chàng mình sợ ăn bị mắc cỡ rồi nha. Sữa ớt. Bé ở nhà nha. Hai ngày nay mình trốn không làm video ăn bên kênh Nhung Hà món ăn ngon, tại vì mình nhổ hai cái răng cùng ở bên trong rồi nha. Không biết hôm nay cái má của mình nó có sưng không, chứ ngày đầu tiên về mình thấy nó hơi phình phình chỗ này nè. Xong cái miệng của mình á, mình đụng mà không có cảm giác luôn, giống như là cái môi nó rớt ra ngoài luôn vậy cả nhà ơi, không có một miếng cảm giác hết. Chỗ này không có cảm giác, chỗ này không có cảm giác, chỗ cái môi trên có nha, môi dưới không có luôn. Giống như ai mà cắt cả cái môi của mình đi mất tiêu vậy luôn á nha. Ông xã mình ảnh còn kêu bác sĩ là cho mình ngủ đi, kể mình đâu có sợ nhổ răng đâu ở nhà, mà ông xã mình ảnh nhổ lần ảnh sợ. Mình đâu có sợ. Cái anh nói sao không, em không ngủ đi, ngủ đi giấc là vậy là người ta nhổ xong răng rồi. Mà thường thường ở nhà biết đó, cái thuốc mê ở nhà mà chụp lên mình ngủ á là mình sẽ bị giảm mất trí nhớ ở nhà. Nên là cái nào mà mình nhổ răng có gì đâu phải chụp thuốc mê đúng không ở nhà. Thì mình nói bác sĩ là không, em không muốn chụp thuốc mê, em chỉ chích thuốc tê cho em được rồi, em có sợ đâu mà không cần làm chụp thuốc mê cho em đâu. Cái thì bác sĩ nói em có chắc không, anh bác sĩ anh sợ mình đó là sợ rồi la lên anh làm không được á. Em nói chắc không sao hết. Cái ông thì vô, ông đi ra, ông nói ổn không, ổn không, mừng cười lắm. Bác sĩ ở bên Mỹ ngủ vậy ha, nhổ răng thôi mà sao lo dữ biết không. May mà lúc bữa hôm đi khám á, bác sĩ nói là phải ăn trước, ăn trước khi vô nhổ răng á, không thôi là tê ăn không được. Đúng là hả, uống nước mà còn khó luôn rồi nha. Uống nước là mình phải lấy cái lưỡi á, mình đẩy vô, tại vì cái môi này nó cử động không như cử động, nó giống như là không có cảm giác gì luôn. Thì ông xã mình về, anh nó sợ mình đau anh. Tối ngày đó anh nghỉ làm, anh nói anh ở nhà để trông mình. Trời ơi, thương ông xã gì đó. Nhổ cái răng không mà sợ vợ đau, không đi làm luôn cả nhà, tội không. Ăn tiếp cả nhà ơi, lại hết pin lại mới đi thay nữa. Dạo này cái cục pin nó gần hư sao nhà ơi, quay được có xíu là nó hết pin. Cái máy này sao nó mau hết pin ghê. Gỡ mấy ốc ăn cho hết rồi nha. Cái con ốc thì to mà gỡ ra cái thịt có một chiếc chẹo treo rồi nhờ. Còn xíu nước rồi cả nhà ơi. Ngừng. Hôm nay ăn lẩu quá đã luôn cả nhà ơi. Thôi video Nhung Hà hôm nay tới đây thôi ha cả nhà ha. Tạm biệt cả nhà nha. Chúc cả nhà có một ngày vui vẻ. Cả nhà ơi, tặng cho Nhung Hà một like, đăng ký chia sẻ ủng hộ Nhung Hà nha cả nhà. Bye.